ơi, chị lại có một bức tranh này, rất là đẹp các em ạ. À, đố các em biết đây là con gì đấy? Đây chính là con hà mã đấy các em ạ. À, bây giờ các em sẽ cùng chị để tô lên bức tranh này thật là đẹp nhá. Bây giờ chị sẽ tô màu vàng các em ạ. À, chị sẽ tô màu vàng vào cái rìa này của con. Đây là đôi bạn thân các em ạ. Móng chân chị cũng tô màu vàng. Lớp váy chị cũng tô màu vàng nhé. Tiếp theo chị sẽ tô hình bông hoa và cái mồm màu đỏ. Đây là phần bọc ở bên ngoài màu đỏ, còn hoa ở bên trong tí chị sẽ tô màu vàng cho nó sặc sỡ. Đây là cái phần bọc giấy đấy các bạn. Và cái đuôi chị cũng tô màu đỏ luôn. Chị sẽ tô màu tím vào cái phần tay. Và phần mồm. Phần mắt, phần mũi chị tô màu vàng và cả phần mắt nữa các em ạ. Màu xanh chị sẽ tô vào chân. Chị tô cái mặt màu xanh như này các em.
và cái phần hông này. Tiếp hãy cho tô màu hồng nhé. Chị sẽ tô vào cái màu nâu và cái mũ. Chị sẽ tô màu đỏ vào mình con này, con đứng, con kia con cúi nha. Đây là màu xanh, nó đang cúi này, tặng hoa cho con đứng. Đây là con trai, đây là con gái đây em ạ. Mình cứ nói chị sẽ tô màu xanh ở trời. Đây chị sẽ tô màu hồng. Và bụng chị sẽ tô màu cam.
Vậy là chị đã hoàn thiện bức tranh đấy rồi em. Đã đến cuối video rồi, chị xin chào tạm biệt các em nhé. Và mong các em sẽ theo dõi những cái video tiếp theo của chị nhé. Bây giờ chị xin chào các em.